Lê Tùng Vân khai nhận đang chờ lấy vợ, phản ứng của đồng bọn tại phiên tòa càng gây bất ngờ. Sức khỏe có phần xuống cấp, vì vậy Lê Tùng Vân phải nhờ người giám hộ nghe và diễn đạt lại. Đặc biệt, bị cáo còn khai nhận mình vẫn đang độc thân và có tới 2 bằng đại học. Sau 3 tuần tạm hoãn vì lý do vắng nhiều người quan trọng, sáng ngày 20 tháng 7, phiên tòa xét xử ông Lê Tùng Vân và đồng bọn chính thức diễn ra. Vì là vụ án có tính chất phức tạp và nghiêm trọng, từ sớm 100 cảnh sát đã được điều động tới Tòa án Nhân dân Đức Hòa, Long An để bảo vệ. Cảnh sát giao thông cũng được huy động để tránh tình trạng ùn ứ, giữ gìn trật tự. Bên ngoài có hàng trăm YouTuber đến từ khắp tỉnh thành để hóng hớt theo dõi phiên tòa. Trước khi bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017, cơ sở tỉnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu tự xưng là cơ sở tôn giáo, mặc áo nâu sòng và ăn chay trường. Nhóm người gây tranh cãi thì tham gia các chương trình về âm nhạc, thách thức danh hài, trên sóng truyền hình, tất cả đều thừa nhận là trẻ mồ côi và được ông Lê Tùng Vân nhận nuôi, dạy dỗ từ bé. Xây dựng lớp vỏ bọc hoàn hảo nhờ khả năng ăn nói và hoàn cảnh bất hạnh, nhiều mạnh thường quân đã quyên góp tiền bạc, vật chất, thậm chí lượng fan của tỉnh Thất Bồng Lai trên mạng xã hội còn lên đến con số hàng triệu. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, các bị can đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Cơ quan điều tra xác định các bị can đã đăng tải 5 video và một bài viết trên mạng xã hội. Qua phân tích, giám định và xác nhận đây là hành vi có tổ chức, xâm phạm đến cơ quan nhà nước, tổ chức tôn giáo và cá nhân. Là bị cáo duy nhất trong 6 đối tượng được tại ngoại, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú, sáng nay ông Lê Tùng Vân được đưa tới bằng xe ô tô 7 chỗ riêng và dẫn vào phòng xét xử bằng cửa sau. Không còn bộ dạng chống đối hay phát ngôn thách thức như trước, ông Lê Tùng Vân tỏ ra mệt mỏi, yếu ớt, phải nhờ cảnh sát công an dìu đi từng bước. Trong phần xét hỏi tăng thân, lý lịch, ông Lê Tùng Vân cho biết, nay tuổi cao sức yếu nên không thể nhớ rõ địa chỉ nơi sinh. Đáng chú ý, khi được hỏi về tình trạng hôn nhân thì trụ trì tỉnh Thất Bồng Lai nói to, xác nhận mình vẫn còn độc thân và chờ để lấy vợ. Ngoài ra còn có 2 bằng cử nhân, trong đó có bằng cử nhân tại Đại học Sài Gòn và bằng cử nhân tiếng Anh. Năm nay tôi 92 tuổi, do lớn tuổi quá nên không nhớ địa chỉ nơi sinh. Tôi quá già nên không có nghề nghiệp gì, trình độ đại học, có 2 bằng cử nhân. Không có vợ con, tôi quá lớn tuổi, không nhớ gì, không biết bị tội gì, giờ tòa định sao thì tôi nghe theo vậy, ông Vân nói thêm. Được biết, do không nghe rõ câu trả lời nên bà Vòng Kim Hoa, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, được ngồi cạnh để truyền đạt lại nội dung hội đồng xét xử trao đổi với bị cáo Lê Tùng Vân để bị cáo này trả lời. Đáng chú ý, khi nghe đến lời khai độc thân, chờ để lấy vợ, thì cả khán phòng phải ồ lên vì quá bất ngờ. Nhìn qua màn hình, đồ đệ Lê Thanh Hoàng Nguyên đang ngồi hàng ghế trước, dù đeo khẩu trang nhưng cũng không giấu được cảm xúc và bật cười ngay tại phiên tòa. Trong các diễn đàn xã hội, nhiều người tỏ ra bất bình vì ông Lê Tùng Vân và các đồ đệ đến thời điểm hiện tại vẫn một mực khẳng định không biết cha mẹ là ai và không có thông tin gì về cha mẹ. Trước khi bị khởi tố, các bị can ở tỉnh Thất Bồng Lai được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Ông Lê Tùng Vân là người ra quyết định cuối cùng, bà Cao Thị Cúc với vai trò chủ hộ là người cất giữ tiền bạc, các tổ chức cá nhân quyên góp, ủng hộ, lập sổ sách thu chi theo chỉ đạo của ông Vân. Lê Thanh Hoàng Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên được giao chụp ảnh, quay video lồng ghép nội dung sai sự thật rồi đưa cho ông Vân kiểm duyệt trước khi đăng lên mạng xã hội. Một số video nhóm này tung lên mạng xã hội đã tạo cơ hội cho những kẻ phản động nói xấu, bôi nhọ và chống phá chính quyền.